anh em nói rằng là coi hình không có rõ, anh cho một cái video coi cho nó rõ. Đây, hàng hãng này nó sắc sảo, cái độ sắc nét của nó là khác liền à, quá sắc nét. Cái này về nhớ lột bao ra nha, bao ni lông nhớ lột bao ra chơi mới sướng nha. À, quay lại giùm anh á, cho mọi người thấy đằng sau. Ủa cái nặng không là sao mà thấy khổ sở vậy? Nặng lắm mà. 80kg đúng không? Hả? Dạ. 80kg, em nặng nhiêu? Em nặng 60. 60kg mà bao nặng 80kg là nó hả? Hả? Này 10kg nhiêu? Này đổi chế độ rồi nha. Stereo. Rồi cái này brick mono nha. Hoặc là parallel. Stereo parallel rồi brick mono. Cái này chế độ 0.775V, 1V và 1.4. Cái này khi nào đi học âm thanh thì tôi sẽ hướng dẫn cái này. Bạn nào mà đi học âm thanh là sẽ nhìn cái này, nghe cái này là hiểu liền. Đó là đằng sau nó em nó của PV. Cái này thì là sản xuất tại Trung Quốc. Design nè, design nè, engineer nè. Có nghĩa là thiết kế và các bo mặt nó đã được thiết kế in tại Mỹ nhưng mà lắp ráp tại sản xuất tại Trung Quốc. Rõ ràng đó. Cái này công suất nó là bao nhiêu? Quay lại đi em. Công suất của nó là 650W, 1 cân 8 ohm, 2 cân thì là 1300 à, là 8 ohm nha các bạn. Một cặp SP2 là 500W RMS, một cái loa thì một cái XTS3000 này kéo một cặp SP2 là vô tư. Nhưng mà nếu mà các bạn đánh hai cặp loa là 4 ohm thì nó sẽ là bao nhiêu? Lúc này nó sẽ là 950W ở chế độ 4 ohm nha các bạn. À, cái này thì thôi. Kéo loa full thì tiếng đẹp, đẹp trai hơn là cả em trai này nữa đúng không? Tiếng cực kỳ đẹp luôn nha. Mà giá thì chỉ có 9.900.000. Rồi, không yêu ngay thì đợi đến bao giờ? Bye bye.